chúng ta lại tiếp tục quay lại nội dung bài học tiếp theo chúng ta. Thì vừa rồi chúng ta đã học cái bài số 2 và bài số 3, chúng ta đã nghiên cứu tổ chức tế vi của hợp kim sắt carbon ở trạng thái cân bằng, và sau đó chúng ta nghiên cứu cái tổ chức tế vi của gan alpha. Thì chúng ta thấy rằng trong quá trình ta nghiên cứu tổ chức tế vi thì chúng ta có thể dự đoán, chúng ta có thể xác định tính chất của nó thông qua tổ chức tế vi. Khi chúng ta nói rằng là trong cái tổ chức vật liệu, khi hàm lượng carbon tăng thì hàm lượng xi măng tay tăng thì độ bền độ cứng nó tăng. Như vậy thì làm sao để xác định được cái giá trị độ cứng của nó, thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các bạn. Và độ cứng thực ra nó cũng là một trong những chỉ tiêu cơ tính của vật liệu mà thôi. Thì trong chỉ tiêu cơ tính vật liệu thì chúng ta có rất là nhiều chỉ tiêu, ví dụ như độ cứng, độ bền, độ dẻo, độ dai các bạn, rồi độ giòn, độ bền mỏi, khả năng gia công cơ khí, độ dẻo, độ vân vân, rất là nhiều các chỉ tiêu cơ tính. Thì nội dung bài học ngày hôm nay thì chúng ta gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần đo độ cứng, và phần thứ hai đó chính là phần to thép. Thì mục tiêu trong phần này của chúng ta là chúng ta có thể đo được độ cứng của vật liệu bằng các phương pháp phổ biến, ví dụ như độ cứng Rinnan, độ cứng Rockwell và độ cứng Vickers. Và chúng ta có thể nghiên cứu quá trình to thép khi chúng ta thực hiện cái to thép, và chúng ta có thể nghiên cứu được các yếu tố ảnh hưởng tới độ cứng của thép sau khi to. Và chúng ta to thép ở các khoảng nhiệt độ và cái môi trường làm nguội khác nhau. Thì để bắt đầu cái bài học của chúng ta thì chúng ta biết rồi, trong thực tế chúng ta có những vật liệu chúng ta gọi là mềm, có gọi là vật liệu cứng các bạn. Như vậy thì làm sao để chúng ta phân biệt được nó, thì chúng ta cũng có rất là nhiều cách để chúng ta phân biệt. Ví dụ ta cầm, ta bẻ, ví dụ thằng nào mà dễ bẻ thì nó mềm, thằng nào khó bẻ đó chính là cứng các bạn. Hoặc là trong cái bài trước thì nó cho các bạn vấn đề, khi ta bẻ ta thấy nó gãy, ta nhìn vào mặt cắt nó chúng ta không thể thấy, nếu mà cắt của nó mà cái tiết diện nó gần như không thay đổi thì nó vật liệu, vật liệu giòn các bạn. Vật liệu nó có thay đổi, vật liệu nó vật liệu dẻo, thường thường mềm thì nó sẽ đi vô cái dẻo, cứng thì sẽ đi vô cái giòn các bạn. Như vậy độ cứng là gì? Thực ra người ta định nghĩa độ cứng ở đây là khả năng chống lại biến dạng dẻo cục bộ của vật liệu dưới tác dụng của tải trọng thông qua mũi đâm. Như vậy ở đây người ta dùng mũi đâm đã được chế tạo sẵn và chuẩn, có đường kính cho trước hoặc là hình dáng cho trước, sau đó ta dùng ngoại lực ta tác động vào vật liệu các bạn. Và cái giá trị định lượng độ cứng thì người ta dựa vào cái hình dáng kích thước của vít lộn các bạn. Sau khi mà ta tác động lực vào trong bề mặt của vật liệu thì ta có thể định lượng được độ cứng. Và cái kích thước chiều sâu các bạn, hoặc là cái kích thước đường kính của nó, thì nó sẽ phản ánh lên vật liệu nó cứng hay là mềm các bạn. Và nếu vật liệu chúng ta nó càng mềm thì cái kích thước vít lộn chúng ta sẽ càng lớn và càng sâu các bạn. Và nếu vật liệu chúng ta cứng thì cái kích thước đó nó sẽ nhỏ và độ sâu thì sẽ thấp. Thì trong quá trình người ta chế tạo ra mũi đâm các bạn, thì hiện nay thì người ta dùng hai loại mũi đâm phổ biến. Mũi đâm thứ nhất đó chính là mũi đâm hình cầu các bạn, thường thường nó bằng viên bi thép hình cầu, và đường kính người ta cũng quy định sẵn các bạn, thường thì người ta quy định là 2.55 mm các bạn. Và cái mũi đâm nhẹ thứ hai là mũi đâm vật liệu bằng kim cương các bạn. Kim cương thường là nó góc tiêu chuẩn là 120 độ. Thì đây là những cái loại mũi đâm đã được chuẩn hóa các bạn, và khi ta sử dụng thì ta phải lưu ý theo cái phương pháp cũng như là cái tiêu chuẩn. Và trong quá trình chúng ta đo độ cứng các bạn, thì giống như nãy chúng ta nói, chúng ta dùng ngoại lực tác động vào mũi đâm, thông qua đó sẽ tác động vào vật liệu các bạn. Và cái mũi đâm này có đường kính là d lớn, và sau khi ta tác động xong thì cái vật liệu chúng ta nó sẽ để lại cái vết lõm, và chắc chắn rằng cái vết lõm này nó phải nhỏ hơn d lớn các bạn, và đây thì gọi là d nhỏ. Thì ở đây thầy có cái thang đo độ cứng tương đối, thì các bạn nhìn như các bạn thấy thì nó có những vật liệu mà có độ cứng rất là thấp, ví dụ như nhựa chẳng hạn, hoặc là thấp hơn nữa là chính là bóng chì chúng ta, đó chính là graphite chúng ta đã học trong số 3 đó. Và cái vật liệu có độ cứng cứng nhất hiện nay chúng ta tạm xem đó chính là kim cương các bạn. Và trong cái thang này chúng ta thấy rằng có rất là nhiều vật liệu thay đổi theo mềm tới cứng đó. Và cái vật liệu chúng ta cái độ cứng nó càng cao, nghĩa rằng khả năng chống lại biến dạng của nó sẽ càng tốt, và nó sẽ có độ bền nén, phá hủy do nén cũng sẽ tốt hơn các bạn, và nó khả năng chống mài mòn tốt. Thì cái hình bên phải chúng ta đây chính là cái nguyên lý của phương pháp đo độ cứng. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái specimen đó chính là cái mẫu của chúng ta, và identer chính là cái mũi đâm, và chúng ta có cái lót DNA chính là cánh tay đo các bạn, và có cái lót thì ta đặt vào thông qua cái chốt các bạn, thì nó sẽ tác động lực vào trong mũi đâm của chúng ta. Thì
Thì phương pháp đo đầu cứng hiện nay của chúng ta thì có rất là nhiều cái phương pháp đo, tuy nhiên trong thực tế người ta thường dùng sử dụng pháp Rockwell, các bạn. Một số công ty là dùng pháp Rinnan, và trong phòng thí nghiệm thì thường là sử dụng phương pháp Whitaker. Thì về cơ bản thì cái phương pháp này nguyên lý thì giống nhau các bạn, nhưng cái vũ đâm nó khác nhau, cái tải động đặt vào khác nhau, và chính vì thế nên cái các phương pháp đo đầu cứng này thường thường là cái thang đo của nó cũng khác nhau, cái đơn vị của nó cũng khác nhau. Thì chính vì thế nên là để đánh giá độ cứng ở đây thì người ta sử dụng phương pháp nào phải cụ thể, sau đó ta quy đổi tương đương với các phương pháp. Cái phương pháp đầu tiên thầy muốn đi tìm hiểu sâu với các bạn đó chính là phương pháp Rinnan, viết tắt là HB. Phương pháp HB này ta sử dụng mũi đâm có đường kính là 2.5 × 5.10 và tương ứng với tải trọng đặt vào là 187.5, 750 và 3.000. Thì cái mối quan hệ giữa cái tải trọng và cái mũi đâm thì nó sẽ thỏa mãn cái mối quan hệ là B chia cho D bình phương bằng 30. Thì nếu ta sử dụng các mũi đâm khác nhau, tải trọng phải khác nhau thì nó sẽ ra kết quả tương đương nhau. Và cái công thức để tính độ cứng HB thực ra nó sẽ B, HB nó sẽ bằng B chia cho S các bạn. Thì B là tải trọng chúng ta đặt vào theo cái đường kính của cái mũi đâm, và S chính là diện tích xung quanh của cái vết lộn các bạn. Thì với kiến thức phổ thông thì thầy yêu cầu các bạn chứng minh để ra được công thức cuối cùng của chúng ta là HB chúng ta nó sẽ bằng 2B chia cho BD nhân cho D lớn trừ căn 2 của D lớn bình phương trừ cho D nhỏ bình phương. Như vậy thì đó là công thức tính HB của chúng ta. Và HB chúng ta đơn vị nó sẽ là kg trên mm vuông hoặc newton trên mm vuông. Thì qua công thức này chúng ta thấy rằng B là mình có, D mình có. Như vậy các bạn chỉ việc xác định D nhỏ và thế vào thì chúng ta sẽ ra được độ cứng HB. Và HB ở đây cái lưu ý rằng trong quá trình người ta chế tạo pháp HB này, mũi đâm thì người ta chế tạo ra sẵn các bạn bằng bị thép thì độ cứng đạt được khoảng 500 HB, chính vì thế nên nó chỉ đo những vật liệu có độ cứng nhỏ 500 HB mà thôi. Và tóm lại thì phương pháp này đo độ cứng dành cho những vật liệu mềm các bạn. Vật liệu mềm là vật liệu nào thì các bạn học từ bữa tới giờ các bạn biết rồi đó. Và trong quá trình các bạn đo thì các bạn phải lưu ý là để bảo đảm được phép đo được chính xác thì cái bề mặt đo phải sạch, phải phẳng các bạn. Cái bề dày của cái vật liệu mình đo chúng ta nó phải lớn hơn 10 lần chiều sâu của vết lộn. Khi ta đo thì ta đo độ cứng cục bộ nên vị trí này có thể khác vị trí kia một xíu, chính vì thế nên ta đo trung bình. Và khi ta đo trung bình thì hai vết lộn nó cách nhau khoảng 2 lần đường kính vết lộn các bạn, nếu nó gần nhau quá thì kết quả chúng ta sẽ không còn chính xác nữa. Đó là phương pháp đo độ cứng HB. Như vậy những vật liệu mà nó cứng thì sao, phương pháp HB nó sẽ không giải quyết được. Chính vì thế nên chúng ta qua phương pháp tiếp theo đó chính là phương pháp đo độ cứng Rockwell. Rockwell thì viết tắt nó là HR. Thì phương pháp đo cứng Rockwell đây là phương pháp đo độ cứng quy ước, nghĩa rằng là ta quy ước mỗi lần cái đường kính cái chiều sâu của vết lở nó đi xuống một giá trị khoảng 2 phần nghìn thì độ cứng nó sẽ giảm đi một đơn vị. Chính vì thế nên cái độ cứng HR chúng ta sẽ được tính bằng K trừ cho H chia cho 2 phần nghìn. Và thấy rằng nếu H bằng 2 phần nghìn thì độ cứng nó sẽ giảm một, nghĩa rằng cái mũi đâm đi sâu và 2 phần nghìn thì độ cứng giảm một, và K là hệ số ứng với từng mũi đâm. Và HR đây là độ cứng quy ước, nó dùng quy ước chính vì thế nên nó không có đơn vị đo. Và nếu ta so sánh HR với HB thì chúng ta không thể nào so sánh bằng đại số được, chính vì thế nên các bạn phải quy đổi tương đương. Và trong pháp HR này người ta dùng 3 thang đo phổ biến, thằng này nó có nhiều thang đo lắm, người ta dùng 3 thang đo phổ biến, đó chính là thang đo thứ nhất là thang đo HRA. Và đối với HRA này mũi đâm người ta dùng là kim cương, tải trọng đặt vào là 60 kg. Vẫn đo thang đo tiếp theo chúng ta là HRB thì tải trọng đặt vào là 100 kg, và mũi đâm ta dùng là viên bi thép có đường kính lúc này nó nhỏ, đường kính lúc nãy khoảng 1/16 inch hơn, và đổi sang mm của chúng ta khoảng 1.588 mm. Và thang đo thứ ba chúng ta là thang đo HRC. Thì HRC đây người ta dùng mũi đâm là kim cương, tải trọng đặt vào là 150 kg đó. Thì ba thang đo này chúng ta thấy rằng tải trọng khác nhau, mũi đâm khác nhau, và đương nhiên là cái phạm vi nó sẽ khác nhau. Và phương pháp đo HRA nó dùng để đo vật liệu rất là cứng, dù ta đo các loại cắt bít. Phương pháp đo thứ hai là phương pháp đo HRB, chúng ta dùng để đo các vật liệu mềm, nó tương đương như cách đo của HRB, cũng là đo vật liệu mềm, nhưng mà mũi đâm nó nhỏ nên có thể đo được vật liệu mỏng hơn. Và phương pháp đo cứng thứ ba trong thang đo này đó chính là HRC. Thì HRC nó dùng để đo vật liệu cứng, ví dụ như xi măng tiết hoặc là thép sợi khi chúng ta tông đó. Thì ba thang đo nó có tải trọng, nó có mũi đâm và phạm vi sử dụng khác nhau. Thì trong điều kiện thực tế các bạn phải căn cứ vào cái đối tượng mình đo là gì để bạn chọn thang đo phù hợp, thì từ đó
nó mới bảo đảm kết quả phản đồ được chính xác, đồng thời nó bảo đảm được thiết bị chúng ta sử dụng được hiệu quả. Và tiếp theo đây thầy giới thiệu các bạn cái hình dáng bên ngoài của một cái máy đo độ cứng. Ở đây máy đo cứng này, máy đo độ cứng Rockwell. Thì máy đo độ cứng Rockwell thì về cấu tạo cơ bản nó là nó có các phần như sau. Các bạn, thứ nhất là cái bộ phận gắn mũi đâm mà hiện nay thầy trích ra, các bạn thấy cái mũi đâm đó, nó là gắn mũi đâm. Phần thứ hai chúng ta nó là cái thân máy, và phần thứ ba là cơ cấu nâng hạ mẫu, và phần thứ tư chúng ta là cái cơ cấu đặt tải trọng các bạn, và cơ cấu để đặt tải trọng vào trong mẫu chúng ta. Thì đó là cái nguyên lý cơ bản của cái cấu tạo của cái máy đo độ cứng. Thì các bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong quá trình chúng ta học thí nghiệm. Và ở đây thầy có cái bảng so sánh quy đổi độ cứng tương đương của các vật liệu các bạn, của các thang đo, và có thể tra cứu ở đây, hoặc là các bạn bên phải các bạn có thể đo phương pháp này cho bằng tra cứu độ cứng tương đương của cái phương pháp đo khác. Tuy nhiên trong quá trình tập trung trao đổi tương đương thì một số trường hợp nó không tương đương được, tại vì nó vượt quá thang đo của nó các bạn đó. Thì đó là bảng đo độ cứng tương đương. Và tiếp theo đây thì ở đây chúng ta có thể chuyển đổi từ độ cứng và suy ra độ bền các bạn. Thực ra thì cả độ cứng và độ bền thì chúng ta đều đánh giá khả năng chống lại biến dạng dẻo của vật liệu mà thôi các bạn. Tuy nhiên độ bền thì chúng ta đo toàn bộ, còn độ dẻo thì chúng ta cục bộ. Và từ độ bền chúng ta có thể suy ra độ cứng và ngược lại các bạn. Thì thông qua công thức thầy có đây các bạn. Đó. Và cái công thức này nó chỉ dùng cho cái gan thép đồng các bạn. Thì công thức này để chúng ta có thể quy đổi. Và tiếp theo nữa đây thì sẽ cho các bạn cái bảng để chúng ta có cái hình dung độ cứng của một số vật liệu thông dụng nó khoảng giá trị bao nhiêu. Để cái cơ sở này khi bạn đo thực tế nó ra con số thì bạn phải cảm nhận được rằng con số này nó có hợp lý hay không. Cảm nhận các bạn dựa vào những kinh nghiệm của chúng ta có. Và trong quá trình ta làm thí nghiệm, ta làm nghiên cứu thì ta dựa vào các kết quả nghiên cứu trước, những cái số liệu, những tài liệu có để ta đánh giá kết quả của mình nó đi đúng hướng hay không, để từ đó chúng ta bố trí thí nghiệm, định hướng thí nghiệm cho nó phù hợp. Và tiếp theo ở đây thầy có cái bảng là nó nói lên cái ảnh hưởng của nhiệt độ đến cái độ cứng cũng như độ bền, độ dẻo của vật liệu các bạn. Và chúng ta thấy rằng khi chúng ta tăng nhiệt độ lên thì độ dẻo của vật liệu nó tăng, độ bền của vật liệu nó sẽ giảm xuống, và khi ta tăng độ nhiệt độ lên thì độ cứng của vật liệu cũng giảm xuống. Vì thế nên trong quá trình sử dụng vật liệu bạn phải lưu ý là cái điều kiện sử dụng của vật liệu nó rất là quan trọng nha các bạn. Ví dụ nó làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao mà khi mà lựa chọn chọn cái cơ tính trong điều kiện thấp là ta sai lầm, mà như vậy ta sẽ trả giá với lưu ý. Và độ cứng thì chúng ta thấy rằng cái phương pháp đo này dùng để xác định độ cứng của vật liệu, từ đó chúng ta sẽ xác định coi chi tiết có làm việc được phù hợp với điều kiện thực tế hay không. Và ở đây thầy cho các bạn cái bảng nói lên cái độ cứng thông dụng của một số chi tiết. Ví dụ chúng ta cần gia công cắt gọt các bạn, hay phôi chúng ta vào cái mềm, độ cứng nó đạt được giá trị phù hợp khoảng trường 160-180 fb. Nếu chúng ta làm các chi tiết đàn hồi thì độ cứng nó đạt được khoảng từ 40-45 fbc. Nếu chúng ta làm các dụng cụ cắt thì độ cứng nó khoảng từ 55-60 các bạn, dụng cụ cắt cầm tay. Còn đối với những cái dụng cụ cắt mà cao hơn, ví dụ khuôn nhập nguội, các dụng cụ cắt gọt kim loại hoặc là ổ lăng, thì độ cứng nó đạt được khoảng trên 60 fbc. Thì những con số này thì cho các bạn để các bạn tham khảo các bạn, để ta có cái hình dung nó đang ở đâu để ta biết các bạn. Và thầy nghĩ là các bạn cũng nên nhớ, nó rất là quan trọng để sau này chúng ta ra trường chúng ta làm việc. Và ở đây thầy có một cái bài tập cho các bạn thì các bạn sẽ tìm hiểu về trong quá trình chúng ta đo độ cứng thì có các lỗi có khả năng xảy ra như thế nào, chúng ta tìm hiểu nguyên nhân, ta tìm cách để ta giải pháp nó, để ta giải quyết nó, để ta đo khi mà thí nghiệm được tốt. Câu hỏi thứ hai là khi chúng ta đo các bạn, thì các phương pháp đo nói chung các bạn thì ta quy định tiêu chuẩn đo rất là kỹ để bảo đảm là kết quả chúng ta được tin cậy. Chính vì thế nên thầy yêu cầu các bạn tìm hiểu các tiêu chuẩn về đo độ cứng các bạn, sau đó các bạn sẽ tóm tắt các tiêu chuẩn đó lại dưới dạng là Google. Ví dụ như tiêu chuẩn STM E10, tiêu chuẩn ISO 6506 hoặc ISO 6508 hoặc STM E18 vân vân các bạn, và tìm hiểu sau đó các bạn